Mỹ phát hiện biến thể Omicron trong nước thải tại thành phố Houston. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố Houston đã phát hiện biến thể Omicron tại 8 trong 39 nhà máy xử lý nước thải. Liên quan tình hình dịch bệnh, các quan chức thành phố Houston, Mỹ cùng ngày cho biết biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được tìm thấy trong nước thải tại thành phố lớn nhất bang Texas này. Điều đó cho thấy đã có sự lây nhiễm biến thể mới này trong cộng đồng. Theo truyền thông địa phương, chính quyền thành phố đã phát hiện biến thể Omicron tại 8 trong số 39 nhà máy xử lý nước thải. Trước đó, ngày 6 tháng 12, cơ quan y tế bang Texas cho biết một phụ nữ khoảng 40 tuổi sống ở quận Harris, thành phố Houston, được xác định là trường hợp đầu tiên tại bang Texas nhiễm biến thể Omicron. Người này đã được tiêm phòng đầy đủ và không có bất kỳ lịch trình di chuyển nào gần đây. Trước đó, ngày 25 tháng 11, giới khoa học Nam Phi thông báo về ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Tính đến ngày 6 tháng 12, đã có tổng cộng 50 quốc gia ghi nhận các ca nhiễm biến thể mới này. Theo các nhà khoa học, Omicron có tới 32 đột biến ở protein gai và là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Do vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại Omicron là biến thể đáng quan ngại.